Chiều 25 tháng 8, bất chấp cơn mưa đột ngột, rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn đổ về khu du lịch Văn Thánh quận Bình Thạnh để thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền. Hơn 300 món ngon đặc sắc nhất hội tụ trong lễ hội văn hóa ẩm thực "Món ngon 2022". Mỗi gian hàng giới thiệu và bán đặc sản, món ngon theo từng vùng miền, trưng bày những nguyên liệu đặc trưng, làng nghề truyền thống. xuyên suốt lễ hội văn hóa ẩm thực Món ngon Sài Gòn Tourist Group 2022, thực khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm nét độc đáo văn hóa Việt trong không gian văn hóa tiêu biểu với nhiều gian hàng ẩm thực. Món ăn đặc trưng được chế biến và biểu diễn từ những chuyên gia ẩm thực, đầu bếp tài ba của các đơn vị hệ thống Sài Gòn Tourist Group từ khắp mọi miền đất nước. Ban tổ chức đã dày công tìm tòi và chọn lọc những món ăn hội tụ cả yếu tố đặc trưng vùng miền và yếu tố chuẩn vị của từng món ăn. Đặc biệt, lễ hội lần này còn giới thiệu những món ngon độc, lạ, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị dành cho thực khách. Bên cạnh đó, lễ hội còn được khuấy động bởi các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian đậm sắc màu, các giai điệu dân ca quan họ, hò Huế, đơn ca tài tử Nam Bộ. Lễ hội mở cửa phục vụ từ 16 giờ đến 22 giờ mỗi ngày từ nay đến ngày 28 tháng 8.